hai chúng ta vốn cũng không được lựa chọn mà. Những chuyện không hay xảy ra đều là do người khác. Ba của em, chú của anh, chúng ta không nên rơi vào tình cảnh như vậy. Được rồi, em đừng khóc nữa. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không liên lạc được với cô Phơn. Ôi, dột cũng gửi rất nhiều tin nhắn cho cô Phơn luôn rồi đó mẹ ơi, nhưng mà cô Phơn cũng không có đọc. Nè mẹ coi đi. Cô ấy có việc gì vậy không biết nữa. Chắc là có việc gì liên quan tới trái tim. Ôi, ý của em là chuyện của tên máy thì mọi người cứ thử nghĩ đi. Từ lúc hắn chuyển tới đây và sống ở nhà chúng ta cho tới giờ, cô Phơn lúc nào cũng dính với hắn luôn, chưa kể là máy lúc nào cũng gây chuyện hết. Mà có khi lần này hả, tên máy đó lại gây ra chuyện gì rắc rối để cô Phơn giải quyết cũng không chừng đó. Nhưng mà cô Phơn không tắc trách vậy đâu. Cổ chưa từng bỏ qua tin nhắn hoặc là không gọi điện thoại báo trước đâu mẹ ru. Không biết nữa, hay cứ chờ tới ngày mai. Nếu mà cổ không gọi lại thì sẽ báo với ông chủ. Lo ghê á. Anh yêu em nhiều lắm Phơn à.
Nếu như anh thật sự phải rời xa em, anh sẽ chỉ nhớ mình em thôi. Và cả những chuyện ở đây nữa. Khách sạn Năng Đa ở đâu ta? Đường nghệ thuật. Năng Đa. Là sai mà. Sao mới sáng sớm lại tới đây? Anh Tôn. Làm giật mình cái thằng này. Cô ta biến đâu mất tiêu rồi. Anh tới đây làm gì vậy? Có gì quan trọng? Thật ra là việc gì? Em thấy anh đi sao sai từ đằng kia kìa. Theo dõi sai gì vậy của anh? Đi đâu mất tiêu rồi đã. Lấy xe của em đi đi. Nhanh lên. Ừ, mau 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 mau. Nhanh lên. Đây là nhà vệ sinh nữ đó nha. Anh vào làm gì? Không đọc bản báo sao? Sao anh lại theo tôi tới đây? Trả điện thoại cho tôi. Tôi không có ăn cô đâu mà cô lo. Nhưng đại ca tôi muốn nói chuyện. Đi theo tôi. Không, mau trả điện thoại cho tôi. Tôi nói là theo tôi. Không, ôi. Đi theo tôi. Buông ra. Buông ra tôi. Ôi, loại đàn ông cái kiểu gì lại đi bắt nạt phụ nữ hả? Tôi sẽ hỏi thẳng cô luôn. Cô thật sự muốn gì đây? Sao lại tới xin việc ở đoàn Monora? Nói gì vậy? Nếu muốn giở trò vu côn thì đi chỗ khác đi. Nói anh biết tôi không có sợ hai người đâu. Trả điện thoại cho tôi. Trả lời đi. Tại sao cô lại xin việc ở đoàn Monora? Nghe đây. Ê, này, 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 dừng lại chưa? Cô Thế Giới, cứu tôi. Im miệng. Anh Tôn à. Đừng có mày giỡn trò. Nói tôi nghe sự thật đi. Rốt cuộc cô muốn gì? Đã biết những gì rồi? Tôi biết là cô có quen biết ông cha Dút. Ông ta gửi cô tới đây sao? Ông cha Dút không có liên quan gì hết. Cô nói dối. Bình tĩnh đi anh Tôn. Em ở yên đó đi. Ngày hôm qua, tôi thấy cô nói chuyện với ông ta.
hết chỗ rồi chứ gì. Ông ta cử cô tới sao? Không liên quan tới anh ấy, là tôi tự tới đây. Còn có tin hay không thì tùy anh. Đứng lại. Dân, đừng đi theo tôi. Không là tôi sẽ hét lên đó. Trời đã tạnh mưa rồi, chúng ta mau về thôi. Nào, đi. Em đợi chút. Anh cha vút à, mình mau đi thôi anh. Còn cảnh sát thì sao? Anh báo với cảnh sát rồi, bây giờ cảnh sát đang trên đường tới. Vậy chúng ta cũng đi mau. Sai đi chung với ông cha vút thật đó. Mau đi theo họ đi, nhanh. Hay là ra đảo rồi. Tao gọi báo giúp chủ đi. Ông chủ, Phân mất tích từ đêm qua rồi, nó không có tới dự sự kiện. Ông chủ nói gì? Tôi nghĩ chắc là Phân ở cùng với Ben trên đảo Son. Bây giờ vậy đi ông chủ, tôi đang ở bến thuyền rồi. Tôi sẽ nhanh tới đảo Son trước khi ông cha vút tới đó và bắt được họ. Hả? Sếp cha vút đang tính tới đó sao? Vậy sao cậu không báo cho tôi ngay? Tôi đang tính gọi cho ông chủ thì ông chủ gọi tới. Cậu chờ ở bến thuyền đi nha, bây giờ tôi sẽ tới ngay.
sống nữa đi. Nhưng phía cảnh sát nói sao hả anh Gia Dút? Họ liên lạc với anh chưa? Em có vẻ lo cho cháu mạnh quá ha. Vẫn chưa. Cảnh sát vẫn chưa liên lạc tới. Anh cũng không biết sao nữa. Ông chủ, có người dưới nước. Ê, ông qua đi. Dạ, ông chủ. Dạ là con Sai. Sai. Con chứ. Đưa ra sao dạ, đi. Ông chủ. Cô ta còn sống. Sai. Tiếp. Tiếp đi. Sai. 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 Sai hả? Sao rồi? Cô chưa chết sao? Ai để cô xuống vậy? Sai à. Sai. Sai. Cô ấy không sao đâu. Nghe tu. Dạ. Mau tới đảo Son thôi. Dạ rõ. Nhanh đi. Dạ anh. Nè nè nè. Mau lên. Để lên ghế đi. Nhanh lên. Dạ. Đây không phải là tai nạn, chắc chắn là do sếp cho Dút làm rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin nhờ anh lo liệu dự án này. Dạ được. Dạ, dạ được. Về bản thiết kế mới, tôi sẽ đợi anh Cha Dút quay về rồi mới quyết định. Còn lịch làm việc thì cô sắp xếp nha. Đêm nay tôi sẽ xuống tờ rừng. Dạ được, cô Khiểm. Không bắt được tín hiệu.
trốn trước đã. Phải nhìn rõ trước. Nếu là chú anh thì ta chết chắc. Đúng là ông ấy rồi. Mau đi tìm cho bằng được thằng Ben. Mang nó về đây cho tao. Dạ rõ. Đệ Thê, cậu coi chừng sai, theo dõi tình hình. Coi chừng đừng để sếp cho giúp bắt gặp đó nghe. Dạ ông chủ. Đi Tôn. Dạ. Mau trốn ở đây đi. Nè, nè, nè. Im, im, im lặng, im lặng. Ba. Ông chủ à, để tôi ra ngoài canh chừng nha ông chủ.
Tối qua cậu ở bên con tôi cả đêm. Cậu đã làm gì con gái tôi rồi hả? Dạ con yêu Phân. Con xin nhận mọi tội lỗi. Từ bỏ Phân, con sẽ chịu trách nhiệm với Phân. Chịu trách nhiệm thế nào đây? Chú cậu đã ép tôi phải giết cậu, thì cậu và con gái tôi làm vợ chồng như thế nào đây hả cậu Bên? Con chưa từng đem chuyện đó xen vào chuyện tình cảm của bọn con. Không liên quan à? Cậu nói nghe xem. Bây giờ chú cậu đang truy sát cậu tới tận đây rồi. Nếu hôm nay cậu mà bị giết chết, con sẵn sàng chấp nhận mọi kết cục sau đó bà. Phân, ông chủ, ông chủ. Chuyện gì? Ông cho Vút đang đi sang bên này. Thôi tiêu rồi, chờ lúc về bờ ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Đi mau, nhanh 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 nhanh, mau lên Phương. Đi nhanh lên, nhanh lên. Đứng lại. Đi đi đi. Ông chủ,
Đi. Mau lên. Mau lên. Mau, mau. Nè tôi, cậu đưa tụi nó qua kia để tôi lừa ông ta ra bờ biển rồi cậu cho thuyền tới đón tôi. Dạ rõ, nhanh 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 nhanh, đi thôi tôi, đi lên. Ba. Cẩn thận. Cậu làm gì ở đây vậy hả Sặc? Hãy bình tĩnh anh cha Vút. Tôi thành thật xin lỗi vì đã nói dối anh. Ben đi cùng con gái tôi. Tôi hỏi cậu, cậu đã đem thằng Ben giấu đi đâu rồi? Nhanh 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 nhanh. Buông tôi ra đi anh Tôn. Bỏ tôi ra, tôi phải giúp bà Phương. Im miệng đi, lên thuyền mau. Phương, cậu Ben, cậu Phương. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Thật ra cậu đang giấu thằng Ben ở đâu? Chú dừng lại đi. Ông chủ. Ba. Mau chạy trốn đi. Cô Phân. Cô Phân à. Thằng Ben. Chạy mau. Tôi đang ở đây rồi. Cô Phân à, trước khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn hỏi chú một chuyện. Chú đã giết ba tôi có phải không? Phải. Chính tao đã giết ba của mày. Mày nghe rõ chưa? Thằng con yêu. Sao chú lại làm như vậy? Tại sao chứ? Ba mày không công bằng với tao trước, nên tao mới phải tự tìm công đạo cho mình thôi. Không đúng. Đừng tin hắn. Ông Trang Nguyên không làm chuyện gì sai hết. Anh nói ra mọi chuyện đi. Tất cả mọi chuyện anh làm là vì muốn tài sản của ông Trang Nguyên, cho nên anh lừa cậu Ben tới tờ rinh, ra lệnh cho tôi diệt khẩu. Biết rõ trước khi chết cũng tốt mà. Tao sẽ cho mày đi gặp ba mày luôn. Mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Tại sao mày lại nhìn tao như vậy hả? Sắp được đoàn tụ với ba mày rồi mà không thấy vui sao? Ben! Cô Phương! Cô Phân à. Chú có biết tôi thất vọng về chú như thế nào không? Tôi chưa từng nghĩ là người tôi tin tưởng nhất trên đời này lại là một người xấu xa như vậy.
Đừng có chủ cho vút. Ba, đủ rồi đó chú à. Nè Tôn, đưa tụi nó đi đi. Đi lên, đi lên, nhanh lên, chạy đi, mày mau đuổi theo. Sếp cho vút, tôi xin bắt cho được nó. Ba, hết cho vút, dừng lại đi, dừng lại đi. Đừng ba. Mau tăng tốc lên nữa đi. Ông hãy đủ kịp là chúng ta tiêu đời đó. Dạ được. Đuổi theo bọn chúng. Không cần chuyện tới bến đâu. Nói tới nhà máy bông an đi. Dạ ông chủ. Chúng mình đi đâu vậy? Tao đuổi theo đi. Giờ nọ nhanh lên, nếu không bắt được bọn chúng tao giết mày luôn đó. Ngọc Phấn, Phấn buông ra. Chết tiệt.